những con người bị tớp đơn thôi. Ráng lấy mũi đi em, ráng lấy mũi. Ráng mà lấy con mũi. Trận đầu tiên của anh Dũng. Ồ, nãy đập hết mấy thằng trên server luôn mấy ông nội. Quay đó, dùng quay này lỏ lắm anh nhưng mà thiệt, dùng quay này quay phí tiền thôi.
quan trọng là chày là với Ron King. Ron con chày là với Ron King. Chày King là nó đi chung với nhau nha. Chày King là nó đi một combo đi chung với nhau. Trời mới mua 36 giấy hay dễ quá. 36 giấy hay tính quá. Mấy thấy mấy niềm hay tính lực quá. Chơi mình tìm hiểu chứ, mình chịu khó mình tìm hiểu chứ, mình thấy đi, mình chịu khó mình tìm hiểu một tí cho game mới đỡ cực hơn mọi người. Chơi game mình chịu khó mình tìm hiểu chút cho đỡ cực. Này nó chơi Sam chiếm lâu rồi, mẹ nhìn mấy Sam nhìn chiếm phiền vậy. Mẹ chơi mẹ CPU đạp, mẹ CPU này trong cái đống meta CPU này đang mạnh, mấy mẹ chơi Sam nhìn lỏ vậy. Liên lỉ trong meta này chơi, người ta chơi, người ta top, người ta quay quá, người ta chơi con CPU, người ta dậm đùng 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 xong game á, mấy này chơi Sam chiếm qua chiếm lại, chiếm qua chiếm lại. The battle of the good, got a glass halfway. I know it's easier to hide and just.
Những năm đầu mình chiếm tốn thời gian quá, về server cụm nô đi coi rồi mới không à. Mình nhìn nó chiếm thời gian, mình nhìn nó phèn quá.